Rồi. Bô lót nha, bô lót size lớn nè cả nhà. Đó, bô lót size to. Bô lót thì nó rất là dễ lễ ha. Đó, anh chị cứ luộc giùm em nước sôi 5 đến 7 phút nha, là mình có thể lôi ra được như thế này và mình ăn được cả phần đuôi ốc. Đuôi ốc nó nhiều gan, bùi béo nha, đừng bỏ nha. Đó, quay nó hai vòng giùm em là nó sẽ ra cái đuôi ốc nè. Dìu dìu nó ra một cái nữa, nó ra cái đuôi ốc nha. Đó, bô lót, đuôi ốc là gan ốc, bùi béo nha. Đó, để chưa? Đó, thì mình là luộc ra như vậy, mình có thể lôi nó ra vậy. Bắt đầu mình bỏ vô lại cả nha, mình đổ sốt lên, mình nướng lại giùm em nữa là rất là ngon nha. Còn không là như vậy là mình ăn đã chí phải rồi nha. Như vậy là con ăn đã tuyệt vời rồi, ăn được cả đuôi ốc luôn. Em ăn thử nha. Ngon. Ngon. Đuôi ốc thì nó bùi béo nha, thịt ốc thì dai giòn, rất là nhiều thịt. Cái ốc nó to, cái mài nó cũng to, nên là việc bỏ cái mài này đi nha. Mày còn mài ốc tiếp nha. Ngon lắm. Để em kiếm con bự bự nha. Em kiếm con bự bự thôi, con bự luôn. Để em bự đây nha, con này to. Con này thì nó sẽ to hơn con này nha, nhưng mà size lộn xộn từ 20 đến 40 con trên 1 kg. Đó. Để con bự đây em để cho con nè. To quá đã không? Đó, anh chị thấy chưa? À, nhớ là đuôi ốc là gan nha, bùi béo nha, cho nên là mình đừng bỏ phần đuôi ốc, ăn hết luôn. Và đặc biệt là ốc bên hải sản 247 là nó sạch cát. Đó, đẻ không? Đó, con ốc nó xuất sắc quá, xuất sắc. Em đang quay em à, xuất sắc nha, anh chị đợi giùm em một xíu nha. Đó, ngon nè, ngon nè, em vô em ăn con gì ăn con này đi, sẵn quay luôn clip. Đó, rất là chất lượng nha. Để bây giờ đó, phải chấm nước chấm sâu vô giùm em, xuất sắc như vậy giùm em thì mình ăn nó mới đã nha. Đó, để em ăn thử con này đuôi ốc, ăn cái đuôi ốc trước nha. Ăn đuôi ốc nữa luôn. Ăn được cả phần đuôi ốc trước nha, đó là phần thịt cả nha. Nó ngon. Để kìa miếng nước chấm nhà mình nữa nó mới ngon. Đuôi ốc mà cả nha. Nó bự nha. Để em nha, nó bự quá, nó nhiều quá. Nha một miệng luôn nha. Giòn, rất giòn nha, nhiều thịt nữa nha, xuất sắc nha.